có một người luôn tự hỏi tôi là ai. Có một cậu bé được sinh ra bên bờ sông Đào. Từ nhỏ, cậu luôn ước mơ được vào đại học. Và cậu đã trở thành sinh viên đại học Y Thái Bình khóa 1981-1987. Sau đó làm tại Bệnh viện Bưu điện từ năm 1992. Cậu đã cao học và cao học 2001 tại Đại học Y Hà Nội, tham gia thực tập sinh tại Cộng hòa Pháp năm 2002, tham gia học Nhật Quân Y 2017-2019 và trở thành chuyên gia tư vấn bệnh tiểu đường online. Người đó là tôi, bác sĩ Trần Văn Bảo, điện thoại 0953 0573 79.